Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Anh và Pháp trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và các quốc gia châu Âu. Theo đài RT của Nga, thì đại sứ Anh Nigel Casey và đại sứ Pháp Pierre Levy đã đến và ở trong tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga lần lượt trong 30 và 40 phút. Theo đài RT, đại sứ Anh Nigel Casey bị triệu tập sau phát ngôn của Ngoại trưởng Anh David Cameron với hãng tin Reuters rằng Ukraine có quyền sử dụng tên lửa tầm xa do Anh gửi để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đại sứ Anh Nigel Casey đã được cảnh báo rằng Moscow sẽ trả đũa các mục tiêu của Anh, gồm các cơ sở và trang thiết bị quân sự ở Ukraine hoặc nơi khác nếu Kiev dùng tên lửa do Anh cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Về phía Pháp, Bộ Ngoại giao Nga triệu tập đại sứ Pháp Levy liên quan đến những tuyên bố của giới lãnh đạo Pháp về sự can dự ngày càng tăng của Pháp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Phía Moscow cho rằng chính sách của Paris về cuộc xung đột ở Ukraine sẽ dẫn đến leo thang hơn nữa xung đột.